chào mọi người, hiện tại mình đang ở một cái căn chung cư của nhà khách. Thì khách có yêu cầu bên mình là sẽ đi lại đường dây và di dời bộ dàn mà khách đã có sẵn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng tham quan cái phòng ở khu chung cư nha. Thì căn phòng này với cái công năng chính vẫn là phòng ngủ. Và bên khách hàng cũng có yêu cầu bên mình là đi dây âm toàn bộ hệ thống loa, hệ thống máy chiếu. Màn chiếu thì là dạng màn chiếu treo, màn chiếu cố định đó. Thì cái phần mà bên mình đi dây phần thô á, cái thời điểm mà mình thi công á, thì bên ngoài đang là sân nước, thành ra là mình phải tách biệt là đóng kín phòng trong này. Rồi khi mà thao tác làm rất là bụi nên mình không có quay video được. Toàn bộ cái hệ thống ở đây đều được đi dây âm tường, âm trần rất là tỉ mỉ luôn nha các bạn. Và mỗi cái hệ thống, tất cả các loa, từ loa front, loa center, loa Atmos và surround, bên mình đều đi về ở đây là cái âm ly. Ở mỗi vị trí ra dây mình đều dùng cái hộp kỹ thuật đó, đi dây rất là bài bản. Hiện tại thì bên mình cũng đã hoàn thiện cái phần là thiết bị cũng như là âm thanh đã ok hết rồi. Tuy nhiên mình cũng có vài lưu ý với các bạn trong cái quá trình thi công phần DJ phần thô nè, cho đến cái quá trình mà mình thi công lắp đặt thiết bị luôn. Quá trình mà mình DJ thì mình lưu ý mà cái điều này nha. Tuy là nó sẽ mỗi cái sợi dây HDMI nó sẽ có một cái đầu bảo vệ, tuy nhiên là lúc mà mình đi dây xong á là mình phải bọc lại như chuyện này nè, nó không rớt cái đầu đó ra để trong quá trình mà các đội khác thi công á sẽ không có làm hư cái dây HDMI của mình đó. Khi mà mình lột keo ra nè, nó sẽ có cái đầu bảo vệ, nhưng mà trong quá trình mình đã đi xong rồi thì mình nên dán keo lại, chứ để nó rớt cái này ra nó rất là dễ gãy cái đầu này. Công đoạn mà mình đi dây âm xong thì mình sẽ đi cái hộp nội hộp âm luôn nè. Thì cái hộp kỹ thuật này á, thì sau khi mà mình đi hoàn thiện sơn chát xong mình sẽ đậy lại bằng cái hộp nắp kỹ thuật nha. Thật ra là loa thì nó cũng che lại hết thôi, nhưng mà mình muốn là cái hốc này nó phải được cách ra, không có để côn trùng này kia bọ nó nuôi ổ làm tổ như này đó, nên các bạn lưu ý thêm một chút. Thì đối với loa Atmos thì mình có một cái lưu ý nữa, nó chính là cái trép nó sẽ có hướng, nó sẽ định hướng được. Thì mình sẽ có một số loại loa nó sẽ không có cái góc đủ rộng, thì mình hướng á, thì ví dụ như con này nè, thì nó chỉ có hướng ra hai bên là chính, hướng ra trước sau nó rất là hẹp. Thì khi đó cái loa mình nè, mình phải để theo cái chiều dọc, thì khi đó mình mới hướng ra được tới cái vị trí ngồi nha các bạn. Một điểm lưu ý với các bạn nữa thì là phần đi dây cho máy chiếu. Thì ở đây á, ngoài cái việc mình đi dây HDMI nè, dây nguồn nè, thì mình còn có đi thêm một sợi dây mạng LAN nữa. Đây, đây là dây dự phòng. Nó sẽ đáp ứng cho mình cái trường hợp như là ví dụ như là dây HDMI hư nè, thì mình có thể sử dụng cái cổng LAN này nè để có các bộ thiết bị để chuyển đổi từ mạng LAN sang HDMI truyền đi xa. Hoặc là sau này chúng ta có nhu cầu thay một cái máy chiếu mà nó có tích hợp sẵn Android rồi này kia, thì nó sẽ backup cho chúng ta luôn cái mạng LAN ở đây luôn. Hiện tại là bộ dàn hệ thống xem phim của khách là có bố trí là 5.1.2 nha các bạn. Và toàn bộ hệ thống là đều là loa Kalis cũng như là âm ly thì của Denon, hai loa Atmos của Jamo. Thì với cái hệ thống máy chiếu là của BenQ và màn chiếu thì ở đây là một cái màn khung cố định trên tường thôi. Đó, thì với cái việc mà mình bố trí hệ thống 5.1.2 này ở trong một cái căn phòng ngủ á, thì mình cũng có một lưu ý nhỏ nữa. Đó chính là cái việc mình bố trí cái vị trí các loa á. Ở đây nè, camera có thể quay là cái phần mà cửa nè. Khi mà chúng ta mở ra mở vào nè, nó sẽ dễ bị vướng cái loa đó, thành ra là chủ nhà có yêu cầu bên mình là dời cái hệ thống loa xích qua đó. Nhưng mà bên mình cũng đã có tư vấn, mà nếu các bạn muốn ưu tiên về cái phần âm thanh á, thì mình sẽ đặt loa ở vị trí nó chuẩn hơn để âm hình nó rộng hơn.
Đó, vị trí chuẩn nó có thể là sẽ nằm ở hai bên này nè. À, thì cái biện pháp của mình đưa ra là mình sẽ dời cái camera có thể quay cái nắp cửa này nè, cái chắn cửa đây nè, mình sẽ bố trí một cái chắn cửa ở đây. Đó, thì vừa đủ chúng ta ra vào thôi. Và khi mà chúng ta cần cái cửa này mở rộng ra thì chúng ta có thể đè cái chặn cửa đó để mở tiếp ra vào phía trong vẫn bình thường. Và khi đó mình có thể vừa tối ưu về âm học, vừa có thể tối ưu về cái mặt thẩm mỹ của căn phòng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tune hệ thống cũng như là mời các bạn xem thử một đoạn phim của cái bộ dàn này luôn nhé. Và vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn các lưu ý khi mà chúng ta đi dây phần thô, phần âm tường cũng như là các lưu ý dành cho lắp đặt thiết bị. Thì các bạn có thắc mắc gì hãy để lại bình luận bên phía bên dưới. Và đừng quên nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh của Thiên Vũ. Cũng như các bạn nếu có nhu cầu di dời bộ dàn hoặc là cần được tư vấn lắp đặt những cái bộ dàn mới thì hãy ghé showroom bên mình để được tư vấn trực tiếp, hoặc là có thể là để lại số điện thoại để bên mình có thể tư vấn tùy theo cái nhu cầu của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.